chào quý bà con. Hôm nay tôi đang quay video máy thổi lá Takeo 80cc tại vườn điều ở Bình Phước, đang dọn lá điều để chuẩn bị thu hoạch. Đây các bạn xem, trước mắt tôi là một vườn điều đang ra hoa. Đây các bạn thấy không, trái điều non đang nú ra này. Đó, đây là lá điều nhỏ. Chúng ta hãy cùng xem công dụng của máy thổi lá Takeo như thế nào ha. Máy thổi rất mạnh mà có thể điều chỉnh được ga để gom lá gọn vào được. Máy thổi lá Takeo dọn vườn điều rất là sạch nha các bạn. Đã sẵn sàng chuẩn bị đón một củ điều bội thu. Đây là một cây điều. Đây cây điều đang ra trái rất là nhiều trái nha. Anh em mình cùng xem. Rồi các bạn có thể nhìn rõ không ạ? Rồi. Rất là nhiều trái nha. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.